Một Phật tử nó hỏi kính bạch thầy, mỗi lần thọ trai ở chùa, con thấy quý thầy đi lấy cốc nước gì đó đã đặt sẵn trên bàn, sau đó bưng cái cốc đó đem ra ngoài cúng, cũng đọc bài kệ và câu chú. Xin hỏi việc làm này có ý nghĩa gì? Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con hiểu. À, đây là cái trách nhiệm của tăng chúng chung sống với nhau trong một trụ xứ, y theo lời Phật dạy để cúng thí cho quỷ tử mẫu khoáng dã, chứ tức là cho mẹ con quỷ tử mẫu khoáng dã và các loài gì quỷ thần và chúng thiên long bát bộ vân vân. Duyên khởi của cái cúng này á, là Đức Phật khi ngài còn tại thế thì ngài độ cho mẹ con quỷ tử mẫu nhân duyên như thế này, có thể nói nó hơi dài một chút nhưng mà vì phải dẫn chứng thì Phật tử chúng ta mới biết được cái nhân duyên như thế này. Và có một cái ngôi làng nọ ở xa nơi trung tâm, tức là ở cái nơi hẻo lánh, và cứ mỗi một ngày cái ngôi làng đó mất một đứa trẻ con, mỗi một ngày mất một đứa trẻ con. Và mọi người trong làng thì người thì sợ bỏ làng ra đi, và người thì bám trụ lại nhưng mà nơm nớp lo sợ. Thế một hôm thì Đức Phật đi qua cái ngôi làng đó và nghe dân chúng kể lại mỗi một ngày mất một đứa trẻ con mà không biết lý do như thế nào đó, không biết lý do làm sao mà mỗi ngày mất đứa trẻ con. Đức Phật, chúng ta biết ngài có thần thông, ngài biết nhưng mà ngài vẫn hỏi người dân cặn kẽ rằng thì những đứa trẻ kia làm gì hay như thế nào đó mà mất. Thì người dân họ kể thì những cái nhà mất con đó, mất người thân đó, họ kể nó không giống nhau, mà đặc biệt là gì, thường hay mất trẻ con, mỗi nhà một kiểu mất. Có khi sảy một cái con để trong nhà nhưng mà đi ra ngoài quay vào không thấy đứa trẻ đâu nữa. Có trường hợp gì, con thì đang đặt nằm ở gì, như mình nói là trẻ con đã nằm ở trên giường ấy. Đó, đi quay sang rót cốc nước rồi quay sang không thấy đứa trẻ đâu nữa, và như là một cái chuyện thần kỳ, cho nên dân làng họ rất là lo sợ. Đức Phật biết nhưng vẫn hỏi hỏi để nghe người dân người ta kể hết cái nguyên nhân. Thì bắt đầu thì nghe xong khá nhiều những câu chuyện của người dân kể với ngài, thì bắt đầu ngài nhận sự cúng dường của người dân xong, bắt đầu thì ngài đi thẳng vào trong núi, đi thẳng vào trong trong núi. Ngài đi một mình, cho các đệ tử của ngài ở lại ở ngoài với dân bản. Thì ngài nói là còn ngài có chút việc, ngài đi thẳng vào rừng. Thế ngài đi thẳng vào rừng, đi sâu vào trong núi thì đến một cái hang động rất là rộng lớn. Thế đến đó thì ngài thấy là có mấy con quỷ nhỏ, con quỷ khoáng dã, mấy con quỷ nhỏ đang ở trong hang động đang vui đùa với nhau. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dùng thần lực, mình nói hôm nay dùng thần thông đấy, lần này là ngài phải dùng thần thông. Ngài dùng thần thông, ngài bắt mấy con quỷ nhỏ đó, ngài nhốt vào trong cái, để vào trong cái bình bát của ngài. Và được không bao lâu thì con quỷ mẹ bắt đầu là đằng vân gia vũ, tức là cưỡi mây cưỡi gió để đi về đó, và bắt đầu nghe tiếng gió rít mà cái một đám mây mây đen thì đi vào trong cửa động. Thì bắt đầu từ từ con thì con quỷ tử mẫu, con quỷ khoáng dã thì con quỷ tử mẫu hiện ra. Con quỷ tử mẫu hiện ra một cái thì bắt đầu nó gọi các con nó, nhưng gọi mãi không thấy đứa nào chạy ra. Bắt đầu nó gì, nó sục sạo ở trong hang động nhưng vẫn không tìm thấy. Rồi nó gầm gào, nó thét, nó lăn lộn gì, và nó kêu gào con ở đâu. Và khi đó thì Đức Phật từ từ hiện ra. Vì Đức Phật ngài dùng thần lực để lúc đầu là gì, ẩn thân, quỷ không thấy được. Nhưng bắt đầu dần dần thì ngài cho thấy cái con quỷ mẹ thì nó đau khổ đến tột độ, bắt đầu ngài dần dần hiện ra ngay trước mặt nó. Lúc đó mới không dùng cái một cái bắt đầu nó. Đức Phật nói này, ta chính là gì, là Như Lai. Thế quỷ nó hỏi là ông từ đâu đến. Đức Phật bảo ta từ ở dưới bản đấy đến.
Thế con quỷ nó hỏi rằng ông có thấy những đến đây có thấy những đứa trẻ của những đứa con của ta chơi ở trong động không? Đức Phật bảo có. Thế quỷ Tử Mẫu hỏi rằng vậy nó đâu rồi? Phật bảo là ta đã ăn thịt hết nó rồi, ta đã ăn thịt hết chúng nó rồi. Và con quỷ đó ngay không nói không rằng gì, lồng lộn lên và gì và lao vào và định giết Đức Phật. Nhưng mà thì nó tung tăng, nó đấm, nó đá, cũng như đấm đá khoảng không thôi, mãi chẳng đến được tới, chẳng đến được. Phật đứng ngay trước mặt đó, nhưng mà nói thì nó chẳng làm gì được. Đấm đá rồi vung, dùng thần thông rồi vung đao phun lửa đánh vân vân các thứ đều không trúng được tới Phật cả. Thì bắt đầu nó đánh hoài nó mệt hoài, rồi bắt đầu nó mới quỳ xuống nói thì nó xin Đức Phật. Và nó nghe rằng nó cũng nghe người ta nói là gì, Phật rất từ bi và Phật không sát hại chúng sinh, cho nên chắc chắn là gì, ngài sẽ không gì, ngài không ăn thịt con của tôi, mà ngài giấu nó ở đâu đó thôi. Tôi cũng đây gì đã nghe dân tình người ta nói vài lần là gì, nghe người ta nói tôi đi mọi cái tôi đi bắt trẻ con về á, để làm thức ăn cho gia đình tôi á, đã nghe một số người dân họ nói về Phật rồi, nhưng mà hôm nay tôi mới thấy ngài, cho nên á, chắc chắn là gì? Ngài không phạm vào giới sát, vì vậy ngài không bao giờ mà ngài lại ăn ăn thịt con của tôi. Thôi thì ngài giấu con của tôi đâu thì giả cho tôi. À, tôi đau khổ lắm, mất con đau khổ lắm. Thấy nó nói như vậy á, bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài mới gì, ngài mới ôn tồn và ấy, không dùng thần thông nữa mà đi xuống trước mặt nó với nói này, này quỷ Tử Mẫu, Như Lai hỏi người một câu, ngươi có thật sự yêu thương những đứa con nhỏ của ngươi không? Quỷ Tử Mẫu mới bạch với Đức Phật là gì? Dạ thưa ngài là gì? Có, tôi thực sự có yêu thương những đứa con nhỏ của tôi. Và nhân đó Đức Phật mới nói là này Quỷ Tử Mẫu, vậy hàng ngày ngươi đi bắt những đứa trẻ ở dưới làng về để gì? Để làm mồi, làm thức ăn cho con của ngươi và cho bản thân ngươi. Thì ngươi có biết rằng những người cha, những người mẹ ở dưới những ngôi làng kia họ cũng đau khổ giống như ngươi lúc nãy và bây giờ không? Quỷ Tử Mẫu lúc đó mới chợt tỉnh, mới nghĩ rằng à, chắc chắn họ cũng đau khổ như mình. Ai mất con mà chẳng đau, ai mất người thân mà chẳng xót. Cho nên Quỷ Tử Mẫu mới gì, mới quỳ sụp xuống dưới chân Đức Như Lai và nói rằng á, thưa ngài, con nghĩ rằng lúc đó thì nó không xưng là tôi, nó bảo là con nghĩ rằng là gì, là những người bố người mẹ và người thân của những đứa trẻ kia cũng đau xót như như con vậy. Nghe đến đó Đức Phật bắt đầu gì, dùng giáo pháp chân chính của mình và để mà gì mà giảng cho Quỷ Tử Mẫu nghe. Và đặc biệt Phật giảng về gì, về năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Và công đức của người giữ được năm giới như thế nào, và người gì vi phạm năm giới thì sẽ ra sao, cho Quỷ Tử Mẫu nghe. Và Quỷ Tử Mẫu sau khi nghe xong một cái liền quỳ sụp xuống chân Phật mà nhận lỗi là bạch Đức Thế Tôn, con đã gì, đã hiểu về lời dạy của ngài, đã hiểu rõ về lời dạy của ngài rồi, và bây giờ thì con xin được được sám hối tất cả những cái tội chướng mà trước đây con gây ra cho những ông bố bà mẹ và cho những người dân ở dưới gì, ở dưới những ngôi làng kia. Và xin Đức Phật là gì, cho con xin ngay sau khi những lời sám hối này, xin Đức Phật cho con xin được quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Đức Phật rất hoan hỷ và trao giới, truyền giới pháp tam quy và ngũ giới cho gì? Cho quỷ Tử Mẫu khoáng dã. Sau khi trao truyền xong cho quỷ mẹ thì Đức Phật liền là gì? Dùng thần lực và trả bỏ lấy những đứa con, mấy đứa con nhỏ của quỷ Tử Mẫu khoáng dã ở trong bát ra và trao trả lại cho quỷ Tử Mẫu. Và quỷ Tử Mẫu xin cũng xin luôn Đức Thế Tôn là tiện đây thì cũng xin ngài gì, trao truyền pháp tam quy và năm giới luôn cho những đứa con của con. Và Đức Phật cũng hoan hỷ trao pháp tam quy và năm giới cho những đứa con của quỷ Tử Mẫu. Và từ đó quỷ Tử Mẫu thì
tu hành rất là tinh tiến và giữ năm giới không sát, trong đó có giới không sát sinh, và chuyển sang gì, chuyển sang ăn hoa quả, ăn lá rừng, uống nước suối, như là mình nói nôm là ăn chay, chuyển sang ăn chay. Quỷ tướng mẫu trước kia là ăn mặn, nhưng bây giờ chuyển sang ăn chay. Chuyển sang ăn chay cho nên, nhưng mà tu hành lại còn đang nuôi quan nữa, cho nên là một thời gian sau thì một hôm Đức Phật đang thuyết pháp ở một cái tinh xá ở gần đó, thì quỷ tướng mẫu khoáng dã mới đi đến đỉnh lễ Phật. Thì Phật thấy là trước đây thì cả mẹ cả con của quỷ gì đều béo khỏe, tướng tốt, nhưng mới có mấy tháng thôi mà đến thì nhìn thân hình thì gầy guộc và xương xẩu, mà nhìn là gì, rất là ghê sợ. Thế Đức Phật mới hỏi là tại sao mà con lại có cái lại tiều tụy như thế, chẳng thời gian qua thì có cái gì đau khổ hay cái gì phải làm cho con phải suy nghĩ nhiều hay sao mà lại con lại thân thể tiều tụy và các con của con lại tiều tụy như thế. Quỷ tướng mẫu mới rớt nước mắt và nói rằng bạch Đức Thế Tôn, không, từ khi thọ tam quy và năm giới của Đức Phật trao cho mẹ con chúng con rất vui, trong tâm chúng con rất vui, nhưng mà có mỗi một điều là chúng con cái dòng dõi quỷ của chúng con từ trước đến nay là quen ăn ăn thịt rồi, bây giờ chuyển sang ăn rau ăn quả, mà con nói nôm na với nhau là ăn chay đi. Rất là gì? Là khó kiếm thức ăn. Cho nên chúng con rất là khổ sở với cái vấn đề kiếm thức ăn. Vì do đó mà cả mẹ con chúng con đều gầy trơ xương tiểu tụy như thế. Và Đức Phật nhân đó gọi tôn giả Anan và bảo là gì? Này Anan, từ hôm nay trở đi, bất cứ ở nơi nào gì, có chư tăng trụ trì, có chư tăng gì sinh sống ở bất cứ chú xứ nào, chư tăng vân tập chung sống với nhau, thì ở nơi đó phải làm pháp cúng thí để gì cho các loài quỷ thần, đặc biệt là gì quỷ khoáng dã. Và từ đó Đức Phật dạy là phương pháp cúng này, lấy một chén nước hay một bát nước nhỏ nhỏ thôi, lưng lưng thôi được, và lấy bảy hạt cơm trở lên, nhiều quá thì phí phạm, mà ít quá thì xẻn, không thể biến thành các thức ăn để cho quỷ tử mẫu được, cho nên cho các loài quỷ thần được. Vì vậy mà Đức Phật dạy là khoảng ít nhất là 7 hạt cơm. Ở trong Sa Di Luật Giải nói là bốn bánh một tấc tề hình móng tay. Nếu cũng bằng bún hoặc bằng bánh ấy, thì bằng gì? Bằng hình cái móng tay thì tầm như thế này. Thì nó mình cứ tương đương từ 7 hạt, nó lớn là 7 hạt cơm trở lên. Tề hình móng tay tức là cho khoảng bằng một cái đầu móng tay, từ cái móng tay này trở xuống nó thì chung lại nó khoảng bằng 7 hạt cơm. Cái rúm bún là rúm bánh, 7 hạt cơm cho vào cái bát nước đó và đặt lên một cái bàn trước nơi chư tăng ăn, và gì đọc những câu thần chú, những câu chân ngôn mà từ kim khẩu Đức Phật tuyên thuyết ra. Và sau này thì được sắp xếp, được các tổ thì sắp xếp thành một cái khoa cúng, gọi là khoa thượng cúng, cái khoa gì gọi là khoa cúng thí thực, khi mà khoa niệm thực đấy, gọi là khoa niệm thực, miền Bắc chúng ta gọi là khoa niệm thực. Trước khi chư tăng ngồi và ăn cơm với chính ngọ là phải gì, niệm thực xong mới được ăn. Đó, thì cái mà bát, cái chén nước đó mà các Phật tử đến chùa Khai Nguyên thấy các sư hay cúng đó, để ở trên ban ngài Địa Tạng đó, ở gần chỗ ăn cơm đó, thì thường thường để ngay cho cái bàn ăn, cái đầu bàn ăn của các sư cũng được. Nhưng ở trường hạ thì có một cái bàn thỉnh trai, gọi là một cái bàn riêng để cho đặt đó, để cái bàn đó thì thường là để cái chén, cái bát nước cúng, bát cơm cúng hoặc là chén cơm cúng lên đó, cúng xong một cái vị thỉnh trai, bắt đầu thỉnh trai xong, thỉnh chư tăng thụ trai một cái, nó bắt đầu là xá, và xá là bưng cái cốc nước, cái cốc, cái bát cúng cơm cúng kia đi, hoặc chén cơm cúng kia đi, là đem ra ngoài là chú nguyện và đổ vào cái nơi sạch sẽ. Đấy thì Đức Phật, đấy là cái nguyên nhân để có gì, có cái sự cúng thí cho các loài quỷ thần trước khi chư tăng ngồi vào bán ăn và ngồi vào thọ thực như thế. Thế đấy, cho nên Phật tử hỏi thì cũng phải gì, dẫn dụ cái câu chuyện
một chút như vậy để cho các vị biết được cái nguyên nhân của nó, không có lại tự nhiên lại cứ đến chùa cứ thế, các sư phải làm như thế để làm gì. Và trong kinh Đức Phật dạy đó này, dạy đó tôn giả A Nan, Đức Phật nói là: này A Nan, nếu mà nơi nào có tăng chúng vân tập chung sống với nhau cùng một trụ xứ, cùng tu tập giáo pháp của Đức Phật, trước khi ăn mà không cúng thí thực cho các loài quỷ thần này, thì Đức Phật nói là những vị tăng đó không phải là đệ tử của ta. Đấy, cho nên chúng ta thấy Đức Phật rất là gì, nghiêm khắc trong cái vấn đề đó. Vì Phật đã gì, Phật đã trao truyền pháp tam quy và ngũ giới cho gì, cho mẹ quan quỷ Tử Mẫu Quán Giá và rất nhiều các loại quỷ thần khác. Và các loại quỷ thần đó thì phát nguyện là không sát sinh và không ăn gì, không ăn thịt uống huyết chúng sinh nữa, tức là gì, mình nó nôm ra là ăn chay đi. Thì bây giờ họ, những cái thức ăn của quỷ thần đó, nó không lại không phải là chỉ ăn thanh bông hoa quả, mà đi ra vườn, ra rừng để hái rau, hái quả như là gì, như chúng ta mà ăn được. Cho nên Đức Phật mới gì, dùng cái công đức thần lực của mình á, thuyết ra thần chú và dạy chư tăng á, phải dùng cái pháp niệm thực đó để niệm thực, để dùng cái bát nước và những hạt cơm đã cho vào trong đó gì, để nương một cái thần chú đó để biến ra những cái thức ăn phù hợp với gì, với cái tâm nguyện và cái thức ăn gì mà các loài quỷ họ gì, họ yêu thích đó. Cho nên là đấy là một cái, những đấy là những cái ở trong nhà Phật chúng ta thấy cũng có những cái chúng ta thấy huyền bí như vậy. Cái này chúng ta không thể dùng bằng gì, dùng bằng trí tuệ thế gian mà có thể hiểu được nhé. Tôi xin dạy nói trước với các Phật tử, không thể dùng trí tuệ thế gian mà có thể hiểu được, không thể dùng gì suy luận mà có thể đoán được. Cái này dùng chỉ có đức tin và thực hành thôi, chỉ có dùng đức tin để thực hành theo thôi, chứ chúng ta không có được hỏi là gì, làm như vậy có biến được gì, có biến được thành gì, bảy hạt cơm nó có biến thành vô số thức ăn cho quỷ thần không, làm như vậy quỷ thần có được lợi ích không, hay là chỉ là hình thức vân vân. Nếu đã là một tín đồ Phật tử, chúng ta không được khởi ra cái câu hỏi đó, không được khởi ra cái ý nghĩ đó, như vậy là trái đạo, như vậy là còn nghi ngờ vào gì, vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thấy có những pháp chúng ta chỉ biết y giáo phụng hành, chỉ được y giáo phụng hành, chứ không được hỏi làm như thế thì nó có lợi ích gì không, lợi ích gì có thấy không, chứng minh bằng gì, bằng biện chứng được không, bằng khoa học được không, vân vân, như thế là trái đạo. Đấy, cho nên đấy, câu hỏi đấy thì xin giải thích và mở rộng thêm để cho Phật tử này hiểu, cũng như là một số các Phật tử chưa hiểu thì qua đây thì chúng ta được hiểu thêm. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Di Đà